Thưa quý vị và các bạn, được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy nghề hiện đại, nhưng thực trạng hiện nay ở các trung tâm dạy nghề, một số huyện miền núi lại quá ít học sinh, gây lãng phí không nhỏ. Điều này đòi hỏi các trung tâm cần phải tự đổi mới, bứt phá. Một thời gian dài không có học sinh khiến trung tâm dạy nghề huyện Quế Phong trở nên hoang tàn như thế này. Hai dãy nhà cao tầng với 8 phòng học, một xưởng thực hành và nhà ở ký túc xá được đầu tư xây dựng khang trang, nay đang xuống cấp. Cùng với đó, nhiều thiết bị dạy nghề đã trở nên lạc hậu. Năm 2010, trung tâm dạy nghề huyện Quế Phong được đầu tư cơ sở vật chất rất là khang trang và được đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm cả cái trang thiết bị máy móc này. Tuy nhiên, gần 7 năm nay những cái thiết bị này gần như không được sử dụng bởi không có học sinh. Mặc dù trung tâm dạy nghề huyện Quế Phong đang đào tạo 6 nghề gồm may công nghiệp và dân dụng, sửa xe máy, chăn nuôi thú y, dệt thổ cẩm, cơ khí hàn, điện dân dụng, tin học văn phòng. Thế nhưng, trung tâm này hiện không có giáo viên dạy nghề. Mỗi khi tổ chức được lớp học, trung tâm phải hợp đồng giáo viên thỉnh giảng ở nhiều nơi. Và đa số các lớp đều học tại xã, bởi Quế Phong là huyện có đến 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Đường xá đi lại khó khăn và tâm lý của lao động thường không muốn đi xa. Thực ra là khi đầu tư là đúng, là chính xác. Nhưng mà do cái ngành nghề theo cái xu thế phát triển của xã hội là hiện tại thì nó đang cần nghề này thì đầu tư. Nhưng mà một vài năm sau nó chuyển đi cái cơ cấu rồi là cái hướng khác đi. Đó. Thì cái những cái thiết bị đầu tư rồi thì nó lại bị lỗi, nó lãng phí. Đây cũng là thực trạng chung của các trung tâm dạy nghề ở các huyện miền núi hiện nay. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện Quỳ Châu, cũng vừa được đầu tư 18 tỷ đồng xây dựng 3 dãy nhà cao tầng và mua sắm máy móc, trang thiết bị đào tạo nghề. Tuy nhiên, số lượng đăng ký học nghề đang ít dần qua các năm. Phần lớn trung tâm chỉ mở được các lớp đào tạo nghề ngắn hạn dành cho đối tượng học nghề ở các thôn bản, chứ chưa thu hút được học sinh theo diện phân luồng hoặc học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này thực sự gây ra lãng phí lớn trong quá trình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Do cái tâm lý của phụ huynh và học sinh, thực tế là tâm lý phụ huynh cũng muốn các em là con cái của mình là sau này là vào các cái trường đại học, rồi sau này trở thành thầy thôi, chứ còn theo cái xu hướng là thích làm thầy hơn làm thử, thì đó là một cái thực tế làm cho cái hiệu quả tuyển sinh thấp. Vấn đề đặt ra cho các trung tâm dạy nghề ở miền núi đó là đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với giải quyết việc làm, gắn kết với doanh nghiệp và xã hội, đào tạo theo nhu cầu, theo địa chỉ rõ ràng. Ngoài ra, cần xây dựng cơ cấu nghề trên nền quy hoạch vùng sản xuất để sau khi học xong, người học tìm được việc làm ngay, tránh tình trạng nhiều trung tâm dạy nghề được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng không có học sinh như hiện nay.